vì sao bị quốc tế phản đối nhưng Việt Nam vẫn quyết đánh Khmer Đỏ. Xin chào những người anh em về từ thung lũng yêu quý. Lớp học lịch sử quốc dân hân hạnh chào đón anh em trở lại. Tôi là Mr. Xuôi, một người yêu sử và không bị ai yêu cầu sao kê tiền từ thiện như Mr. gì đó. Hơn 40 năm đã qua đi kể từ ngày những người anh em cây khế bên kia biên giới Tây Nam rủ chúng ta tập trận bằng cách đánh nhau thật. Nhưng cuộc chiến năm ấy vẫn để lại nhiều hồi ức đáng nhớ cho tới tận bây giờ. Ngày ấy, không chỉ đơn thuần là cuộc chiến với quân diệt chủng Pol Pot, mà nó còn là một cuộc chiến kiên cường mà một mình ta chống lại cả thế giới. Dù rằng đời mình thích hoa hồng, nhưng kẻ thù lại buộc ta ôm cây súng. Một vị danh nhân đã nói rằng, người đánh là người thắng, người không đánh không bao giờ thắng. Ta buộc phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ chủ quyền đất nước trước những kẻ xâm phạm. Vậy thì tại sao thế giới lại phản đối chúng ta? Bảo vệ lãnh thổ là một hành động tự vệ rất chính đáng cơ mà. Trước tiên thì chúng ta phải cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại phải tập trận bất đắc dĩ với bọn Pol Pot cái đã. Cuộc chiến này bắt đầu diễn ra từ năm 1977, nhưng thật ra thì bọn nó đã nhìn ngó và chuẩn bị cho việc xâm chiếm nước ta từ lâu rồi. Cụ thể hơn là từ năm 1975, khi mà các anh Pol Pot chơi đồ nhiều quá, rồi sinh ra ảo tưởng là chỉ cần một đội quân nhỏ là có thể nuốt trọn Phú Quốc. Đen một cái là bọn nó bị quân dân Phú Quốc bón hành ngập mồm nên phải rút quân về nước. Không biết là mấy anh Trung Quốc bán đồ cho bọn Campuchia kiểu gì mà chơi xong tụi nó bị ảo tưởng quá mức mãi không tỉnh. Chúng tuyên bố rằng một lính Campuchia bằng 30 lính Việt Nam. Cứ như thế theo cấp số nhân thì chỉ cần 2 triệu quân Campuchia là có thể đè bẹp 50 triệu người Việt Nam. Thật ra thì chơi đồ là một phần thôi. Cái chính là Campuchia nó có sự hậu thuẫn của kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đó. Nên chúng nó mới sinh ra cái ảo tưởng như vậy. Mấy thằng tàu cung cấp 61.000 tấn gạo, 30.000 tấn nhiên liệu cùng nhiều các viện trợ quân sự khác cho Khmer Đỏ. Nhìn không khác gì bố nuôi con luôn. Hai bọn này còn đi đêm với nhau, ký kết thỏa thuận quân sự vào khoảng tháng 2 năm 1976. Bố tàu đã mang cho đứa con cam của mình một tiểu đoàn pháo phòng không, một trung đoàn radar, một tiểu đoàn công binh, thiết bị vận hành cho sân bay quân sự, tàu tuần tra, tàu cao tốc và nhiều thứ trang bị khác. Cảm thấy thằng con chưa đủ lớn, Trung Quốc tiếp tục bơm cho nó hàng loạt các máy bay chiến đấu, gồm 20 máy bay ném bom và 30 máy bay chiến đấu các loại khác. Vẫn chưa hết, cùng năm ấy nó mang sang Campuchia thêm 200 xe tăng, 300 xe bọc thép, 200 súng máy phục vụ cho bọn Khmer Đỏ. Trên bờ chưa hết, nó chăm thằng con Pol Pot đến tận hải quân dưới biển. Bao nhiêu tàu chiến, súng ống, đạn dược gì nó cũng cho hết. Nói chung là từ một đứa còi cọc suy dinh dưỡng với 6 sư đoàn nhỏ lẻ, Trung Quốc đã nuôi thằng con của nó thành một đứa mập mạp với 26 sư đoàn lớn mạnh. Nó trang bị đến tận răng như vậy rồi, nên bọn Pol Pot bây giờ, mấy thằng tàu nó bảo cái gì là cũng làm theo răm rắp. Để đền đáp cái công ơn trời biển của bố Trung Quốc cho chúng nó, thì bọn Khmer Đỏ dùng hầu hết lực lượng quân sự tập trung dọc biên giới Tây Nam của Việt Nam. Không nghi ngờ gì nữa, âm mưu chiến tranh đã được tính toán và chuẩn bị kỹ từ lâu trước khi bắt đầu giao chiến. Hai bố con nhà nó đã âm mưu bắt tay nhau đưa chúng ta vào thế buộc phải chiến đấu. Không phải là chúng ta không muốn hòa bình, mà là muốn hòa bình mãi, kêu gọi đàm phán mãi mà chúng nó có chịu đâu. Chúng nó luôn tìm cách từ chối hòa bình và gây hấn bằng mọi cách. Trước khi chiến tranh biên giới Tây Nam bắt đầu, Pol Pot cho quân tiến đánh đảo Thổ Chu của nước ta. Sau trận đánh ở Phú Quốc còn chưa tỉnh ngộ, lần này quân ta quyết định phải làm đến nơi đến chốn cho bọn này đối thông hai mộ luôn. Dưới sự chỉ huy của đảng bộ, quân ta phản công và đuổi bọn nó về tới tận hang ổ mới thôi. Kết quả là 800 thằng bị ta bắt làm tù binh. Tuy nhiên nước ta có truyền thống thương người, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Ta vẫn nhún nhường đề nghị biện pháp hòa bình để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 2 tháng 6 năm 1975, đồng chí Nguyễn Văn Linh phải qua tận Phnom Penh gặp Pol Pot để thương lượng. 10 ngày sau, Pol Pot cũng có chuyến đi bí mật đến Hà Nội. Lúc đến Hà Nội thì Pol Pot ngoan như cún, giải thích là bọn lính nhà em nó bị ngu địa lý nên đánh nhầm đảo Thổ Chu. Thật là khó hiểu luôn, chả lẽ chỉ huy của bọn nó cũng không được ăn học hay sao mà cái bản đồ cũng không biết đọc. Nhưng mà ta thì không có tính thù dai, tạm cho qua để gìn giữ hòa bình cho nhân dân. Ngay sau đó, lãnh đạo Khmer Đỏ đề nghị ký hiệp ước hòa bình với ta. Nghe đến đây thì anh em thấy có vẻ cũng lọt tai đúng không? Nhưng mà không đâu. Lúc mà mình đề nghị ký hiệp ước hòa bình biên giới Tây Nam thì chúng nó bị thủng màng nhĩ, bị điếc cả lũ luôn. Kiểu giả câm giả điếc không nghe thấy gì ấy. Đến tháng 8 cùng năm, đồng chí Nguyễn Văn Linh lại phải qua Campuchia lần nữa để giải quyết vấn đề đảo Thổ Chu. Bực mình nhất là việc dù mình đã trao trả cho nó 800 tù binh bắt giữ từ trận đánh, nhưng bọn nó vẫn khăng khăng bắt giam 512 dân thường của ta. Rõ ràng thể hiện ra mặt là không muốn hòa bình rồi. Đúng như lời Bác Hồ nói, chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ thù càng lấn tới. Chúng nó tuyên bố rằng bất cứ nơi nào có người Khmer sinh sống thì đều là đất của Campuchia. Đầu năm 1977, bọn nó manh động hơn trước rất nhiều. Chúng nó tập kích vào các thị trấn, làng mạc dọc biên giới Tây Nam, nhất là ở An Giang. Hàng chục ngàn dân thường của ta bị chúng nó giết dã man bằng cách của bọn cầm thú. Chúng chặt đầu,
moi tim, mổ bụng dân ta. Không một ai, kể cả người già hay trẻ em thoát được. Thậm chí là cả những đứa bé còn đang nằm trong bụng mẹ, chúng nó cũng tàn nhẫn sát hại. Thử hỏi đứng trước một lũ khốn nạn, không có tình người mà lại còn hung hăng không biết phải trái như vậy, thì làm sao mà ta có thể giữ hòa khí được nữa? Không thể nào mong chờ hòa bình từ chúng nó được, nên ta buộc phải chiến đấu. Lũ Khmer Đỏ ác với dân ta như vậy đã đành, khi mà chúng ta tự vệ còn vấp phải thái độ rất không thiện chí từ bạn bè quốc tế. Đặc biệt là sự thờ ơ và thái độ của Liên Hợp Quốc, một tổ chức được thành lập với mục đích là duy trì hòa bình và công bằng giữa các quốc gia trên thế giới. Trước sự ngang ngược của Pol Pot, tháng 12 năm 1978, ta chính thức nổ súng đánh trả. Tuy nhiên vừa trải qua hàng chục năm chiến tranh, đau thương mất mát, hòa bình mới là thứ ta mong muốn nhất lúc này. Vậy nên bộ đội Việt Nam được lệnh rút quân để chuyển qua ngoại giao, đàm phán. Biết Trung Quốc là thằng trực tiếp nuôi nấng bọn Pol Pot, ta nhờ người bạn thân ai nấy lo này làm trung gian đàm phán. Vậy mà bọn nó thẳng thừng từ chối, không thèm quan tâm. Nghĩ cũng phải, từ ngày xưa đến giờ, lúc nào ta cũng là mối hiểm họa trong mắt Trung Quốc. Rất nhiều lần chúng qua xâm lược nước ta, nhưng lần nào cũng bị đánh cho xì khói đầu mà quay về. Không nhờ cậy được gì thằng Trung Quốc, ta phải tìm tới Liên Hợp Quốc để hy vọng tìm kiếm được hòa bình. Chúng ta kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban Trung gian Hòa giải biên giới Tây Nam vào tháng 3 năm 1978. Nhưng mà Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ chẳng khác nào là ô hợp quốc cả. Họ bảo rằng khó có thể thành lập trung gian hòa giải vì sự phản đối của Trung Quốc với vấn đề này. Vì Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù đã nóng lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn bình tĩnh, lần cuối cùng gạt bỏ sĩ diện qua một bên để tìm kiếm hòa bình. Tháng 4 năm 1978, một lần nữa ta đề nghị thành lập trung gian hòa giải. Đáp lại lời đề nghị của ta là sự hèn nhát bằng sự im lặng kéo dài của ô hợp quốc. Mấy thằng Khmer Đỏ được thể đáp lại thiện chí hòa bình của ta bằng màn dội bom dữ dội. Chúng nó công khai tấn công vũ trang vào một đất nước có chủ quyền. Thế mà trong cuộc họp thì mấy thằng trong Hội đồng Bảo an, thằng nào cũng câm như hến, không nói gì về vấn đề này. Sức chịu đựng của con người thì có giới thiệu. 20 sư đoàn được huy động dạy cho bọn Khmer Đỏ biết thế nào là quân đội thực sự. Bọn mọi rợ này bị ta đánh cho bỏ chạy tán loạn vào sâu tận biên giới Campuchia. Do đã nín nhịn quá lâu, lại cực kỳ ngứa mắt và căm phẫn với sự tàn ác của bọn nó, nên ta quyết truy cùng giết tận, không cho chúng nó đẻ trứng. Ta phối hợp với quân cách mạng Campuchia đánh hẳn vào thủ đô Phnom Penh, đuổi Pol Pot ra tận bìa rừng biên giới với Thái Lan. Ta thu giữ được rất nhiều chiến lợi phẩm, từ xe tăng, máy bay, khí tài quân sự đến lương thực mà bọn chúng để lại. Sau này, ta còn tiêu diệt bằng sạch tàn dư của bọn Pol Pot dù chúng nó đã trốn hẳn qua Thái Lan. Chúng ta dù phải đối đầu với mấy anh Thái dúi nhưng cũng quyết diệt bằng sạch bọn này để trừ họa cho dân. Sau chiến tranh biên giới năm ấy, ta cũng rút ra được nhiều bài học quý giá. Một là càng nhân nhượng cho bọn trẻ trâu thì chúng nó càng nghĩ là mình sợ mà lấn tới. Thứ hai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mấy thằng đều với ta thì muôn đời vẫn sẽ đều, chứ không bao giờ có chuyện chúng nó thay đổi. Cuối cùng là trong mọi hoàn cảnh phải biết tự đứng bằng đôi chân của mình. Không thể mong đợi bố con thằng nào sẽ mang đến hòa bình cho ta được đâu. Những cái tổ chức thành lập nên để giữ gìn công lý như Liên Hợp Quốc càng khẳng định thêm rằng công lý chỉ là một nghệ sĩ hài trên VTV mà thôi. Vừa rồi là lý do tại sao dù vấp phải sự phản đối cũng như là sự thờ ơ từ bạn bè quốc tế, nhưng ta vẫn quyết tâm đánh đuổi bằng được bọn Khmer Đỏ. Nếu anh em thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ xuôi nhé. Hẹn gặp lại các anh em trong video sớm nhất. Bye bye!